mì udon á, lạ lạ này nè cô chú anh chị, mua mang về bển cho mấy cháu ở bển á, ăn thử. Tại vì ở bên đây á, thỉnh thoảng Trang nấu Trang ăn, Trang thấy nó cũng ngon lắm. Hello, Trang xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay á, là cái ngày Trang đóng hàng để chuẩn bị về Việt Nam. Cô chú anh chị và các bạn xem, bây giờ cây hàng quá tùm lum hết trơn nè. Thì trước khi đóng hành lý, Trang xin chia sẻ một tí xíu là có một cái video á, Trang chia sẻ là Trang lãnh được lần đầu tiên Trang lãnh được tiền YouTube. Thì cũng có bạn hỏi Trang là nghe nói là YouTube á, thì được từ 100 đô đổ lên thì mình mới được nhận tiền, mà sao Trang á chưa được 100 đô mà Trang được nhận tiền. Thật ra thì không phải cô chú anh chị và các bạn, Trang á, đã dư 100 đô rồi. Nhưng mà vì á, mình không phải là mình ở quốc gia ở bên Mỹ nên nó là mình bị trừ thuế nè, mình bị trừ rất là nhiều chi tiết luôn. Chẳng hạn như là lần đầu tiên thì Trang nhận được là hơn 100 đô á, 100 lẻ mấy đô á, thì Trang bị trừ thuế nè. Có lẽ là nếu như mà các bạn mà ở bên Mỹ á, thì Google Adsense nó sẽ gồm lại đến cuối năm á, trừ thuế một lần. Còn như Trang á, ở quốc gia khác nên là sẽ trừ ngay lúc đó luôn, Google Adsense nó sẽ trừ liền luôn, trừ thuế luôn. Nên là Trang hơn 100 đô á, nhưng mà Trang chỉ nhận được á, trừ thuế nè, rồi đổi theo ngoại tệ nữa. Tại vì Trang ở bên Nhật thì Trang lúc mà Trang ghi hồ sơ mà Google Sense á, thì Trang đăng ký là Trang nhận nhận tiền yên Nhật. Nên là Trang sẽ bị trừ về nhiều cái khoản lắm, tổng cộng là dạng giống như là ba khoản đó. Thuế nè, rồi chuyển chuyển tiền á, là chuyển từ từ Mỹ á, đổi qua tiền Nhật á, thì chuyển khoản qua bên đây. Rồi lớp nào á, là nó sẽ tính theo ngoại tệ á. Cái tiền mà theo thu đổi ngoại tệ lên xuống nữa, nên Trang bị trừ rất là nhiều nhiều chi tiết, nên là Trang chỉ còn lãnh chỉ có là hơn 50 đô một tí thôi à. Đại khái là hồi ví dụ như mà Trang làm được 102 đô lẻ 3 đô gì đó ví dụ đi, thì mình bị trừ nhiều chi tiết lắm, cho nên mình chỉ còn lãnh dọn dẹn khoảng cỡ hơn 50 đô một tí thôi à cô chú anh chị và các bạn. Sẵn đây Trang chia sẻ cho các bạn mà làm YouTube á, các bạn mà chưa có lãnh tiền YouTube lần nào á, mà đang cái dạng giống như là đang chờ đợi để mình nhận được tiền lần đầu tiên của YouTube á, thì các bạn mai mốt cũng sẽ bị trừ giống như Trang vậy đó. Tại vì mình làm ở đâu cũng vậy đó, mình phải đóng thuế nè. Nhưng mà cái này không phải là của YouTube nó trả cho mình đâu cô chú anh chị và các bạn. Cái này là bên á, từ bên làm YouTube nhưng mà nó đưa qua Google Adsense, Google Adsense nó chuyển cho mình. Thì bên Google Adsense nó sẽ trừ thuế nè, rồi trả cho nhà quảng cáo nữa, trả tiền cho nhà quảng cáo nữa, cho nên mình không có còn lại được bao nhiêu hết trơn á, thu nhập của mình rất là ít luôn, còn ít lắm, mình nhận lại rất là ít luôn, chắc là hơn phân nửa một tí xíu thôi à cô chú anh chị và các bạn. Trang cùng với lại cô chú anh chị và các bạn đóng đóng hàng vô trong vali. Trang thì Trang định đóng thùng giấy á, mua thùng giấy về đang định đóng vô thùng giấy, nhưng mà đóng vô thùng giấy á, thì sợ bên hải quan Việt Nam mình á, mùa Tết này là rất là đông người á, sẽ thảy 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 tới thảy lui vận chuyển á, nó sẽ bị rách, nó rách thùng á, nên thì Trang cho vào vali hết luôn, mua về nhưng mà chưa có kiểm tra hết. À, cái này là thuốc nhỏ mắt nè cô chú anh chị, thuốc nhỏ mắt nè, rồi tảo tảo vàng, tảo biển uống cho đẹp da, rồi nào là thuốc thuốc xương khớp, mấy cái này bây giờ mình phải đóng cho kỹ. Đây thì mặt nạ collagen với lông mi, vuốt lông mi. Này thì là kem dưỡng nứt gót chân, nhuộm tóc nè cô chú anh chị và các bạn.
cái thuốc nhuộm tóc này á, rất là hay luôn. Thuốc nhuộm tóc này á, là mình nhuộm dành cho tóc bạc á, nhưng mà cái này nó có nó tạo bọt sẵn nè, mình chỉ có thoa lên dạng giống như là mình gội đầu á, rồi mình để khoảng 30 phút. Nhưng mà cái này nó có màu nè cô chú anh chị và các bạn, cái này là trang lụa, cái này là màu nâu đỏ nè, đẹp lắm, nhuộm lên cái tóc đẹp lắm. Bên này thì kem dưỡng tay, kẹo để sinh gươm, này là khẩu trang để mang về bển đeo, thuốc cảm, này là thuốc cảm sốt, cảm sổ mũi ho, này là thuốc nhức đầu để mang về bển để phòng nhiều khi mình có bị cảm sổ mũi hay là nhức đầu mình uống. Trang qua đây đang coi cái thùng hàng này gì bên đây nữa. À, cái này là kem dưỡng da, này cũng là khẩu trang luôn. Cái người mà bào khô, dạng bào khô để mình ăn với lại takoyaki đồ nè. Này là kẹo chocola bấm. Đang mua nhiều đồ quá, tại vì nghĩ là Tết á, mình về Việt Nam ăn Tết nha, lâu lâu mình về. Thì hôm nay là về ăn Tết hội ngộ cùng với gia đình nên mua rất là nhiều đồ, chuẩn bị rất là nhiều đồ mang về bển. Giờ đây sẽ cho nó vô cái vali này, cái thùng nào để đồ cho vô bớt một cái vali, đóng trước cái kiện vali này trước đi. Mua lặt vặt mỗi thứ một tí á, cái anh chung chút hổm nay mua hổm nay cứ gom lại với cô chú anh chị. Bây giờ tới ngày mình về này mình phải đóng thùng để không hôi không kịp nữa. Mô ơi, cái này em cũng vô đây em ngồi em tham gia nữa nè cô chú anh chị. Ui đau con hả? Em cũng vô đây em ngồi em tham gia nữa. Mọi cái chút quá chừng nhiều luôn. Cái vali này chứ mình để không có nhiều bằng cái thùng giấy, mà cái vali nó nặng ký hơn nữa. Hết chỗ ém được nữa rồi mà. Một cái vali vậy thôi là hết bao nhiêu ký nữa nè cô chú anh chị. Rồi đó, được một kiện vali này nè. Cái kiện vali này là bỏ những cái đồ mà giống như là những cái đồ mà không có đắt tiền cho lắm á. Tại vì cái vali này nó là cái vali giải á cô chú anh chị, nên thì thảy cũng không có sao nữa. Nếu mà có thảy đồ cũng không có đến nỗi bị hư. Còn những cái vali mà cứng á, thì Trang phải bỏ những cái mà như những cái hàng mặt hàng mà đắt tiền nè, hoặc là những cái mà nó dễ vỡ dễ bể á, thì mình nên cho vào cái vali cứng đó, đó. Thì thảy nó không có bị cấn, không có bị vấn đề gì hết. Trang có cái cân xách tay nè, nhà Trang có cái cân xách tay, bây giờ Trang cân thử coi. Tại vì một kiện như vậy nó cho mình từ 23 kg đổ lại à, mình không có cân hơn được nữa. Cân thử coi cái này nó bao nhiêu ký rồi. Ô dạ, 21 kg mấy. Để Trang để nó nghiêng nó xuống nhà cân cho nó chính xác. Nếu mà cái kiện mà 21 kg mấy là được đó cô chú anh chị. Kg 9. Ok, Trang đã đóng xong được một kiện này rồi. Tại vì cái vali này nè, cái vali này mình kéo nó cũng dễ nữa, kéo nó cũng dễ hơn mình rinh bằng cái thùng giấy á cô chú anh chị. Chứ còn nếu mà mình làm cái thùng giấy á, mình rinh nó khó lắm, rinh nặng nó khó lắm. Giờ thì tới kiện hàng này. Mô con ngồi quan mé đi để trúng con đau nha. Nghe không? Giỏi. Mô giỏi nha. Để trúng đè trúng em đau lắm nha. Giỏi. Quan mé đi con. Thấy mấy cái mì udon á lạ lạ này nè cô chú anh chị.
mua mang về bển cho mấy cháu ở bển ăn thử. Tại vì ở bên đây thỉnh thoảng đang nấu đang ăn, đang thấy nó cũng ngon lắm, nên là mua mỗi thứ ít mang về bển cho cháu ăn. À, cô chú anh chị ơi, video của Trang xin tạm dừng lại ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị luôn theo dõi và ủng hộ kênh Thùy Trang GB. Bây giờ thì Trang xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video sau. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.